bàn kiểm điểm. Chính người cô giáo chủ nhiệm lớp 12 A11 trường trung học phổ thông Tân Nghĩa và cũng là cô giáo bộ môn toán kính yêu của chúng em. Thôi cười nó đã đọc luôn. Làm tiếp đi. Làm tiếp đi. Tên là Nguyễn Sinh Hiểu, học sinh lớp 12 A9 K52 trong thời gian qua. Con là một học sinh trong ngoan học giỏi. Thế rồi khi thời gian trôi qua, mùa đất ở với những cơn gió lạnh cũng là từ buổi sáng khi dậy rất sớm nhưng không thấy những tiên nắng ấm áp quen thuộc, những tiên mệt mỏi những ngày chỉ nghe những lời mưa, hay thêm những lời mỏi của những đêm thức khuya học toán. Và chiều hôm qua ngày thứ tư tức ngày 26 tháng 10 tháng 12 năm 2017 cũng như bao buổi chiều khác, một buổi chiều cuối đông lạnh giá đầy giọng. Cùng những tia nắng mai lại tắt dần sau những đám mây đen kín trên bầu trời để nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh đầy đèn chiếu. Chứ các quý khách ấy, chẳng ai có thể cưỡng lại được niềm khao khát hạnh phúc sự ấm áp của mùa đông. Những ngày thời tiết mùa đông, cái cô đơn của mùa hạ thì bên cạnh đó là bầu trời toán học. Khi con đã biết bắt kịp từng giọt nước của dòng suy nghĩ để có thể hoàn thành một công trình công tác. Rồi mọi cố gắng ta lên nhớ để xa đến mùa hạnh phúc với để đến nơi hạnh phúc xa vời, để cầm tay và trong cái phút giây yếu ớt, cái cảm giác nó lôn cùng. Tên nhá. Tên là kiểm điểm đấy. Và trong cái phút giây yếu ớt, cái cảm giác ơ ôn cùng nhịp đập của trái tim ra đập điều hòa với đường thị hàm số sin và sự cùng nhiệt lần tuyệt vời như tự phóng điện theo định luật Faraday. Ok. Thì con đã không thể chiến thắng nổi bản thân mình, con đã tự cho mình những phút giây thư giãn với chiếc điện thoại iPhone 10 cùng chiếc tai nghe Nokia màu đen để ngồi xem chiếc xe đi nhìn thằng nào con kia xe. Nhưng trong khoảnh khắc chỉ nằm không gian lặng im thì chợt có một giọng nói dịu dàng thích thuộc cất lên và đó chính là cái phút giây và chính cái phút giây ấy con đã chợt nhận ra mình đã mắc một lỗi nào vào rồi. Cô bước đến một ngôi sao băng và lên một đường hướng tắt. Cô đã sao con ấy hắt nhìn về chiều mới làm con tim nó thay đổi dần dần về lương tâm, nhưng có lẽ trong mắt cô và các bạn con là một đứa ăn chơi Kiều ơi đừng nuôi đây, Kiều ơi, đừng nuôi ra, đừng nuôi xong đây này. Khi đi đôi tổ ong màu xanh đến trường, những cô đâu biết rằng nó chỉ là vẻ bề ngoài, còn thứ đẹp thực sự chính là tâm hồn con. À, là pha. Tiếp đây, tiếp đây, là một học sinh đang ở trong môi trường giáo dục, con đâu nào đâu muốn như vậy, ở bên cạnh con thì mới thấy bạn đúng ra. Cô đã thủ dê vào rất nhiều con và con đường tội lỗi. Tất cả chỉ vì sự ghen tị với tài năng và sự thông minh của con. Các thứ tao mà biết, giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh và thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Nhưng con biết rằng chỉ, con biết rằng chỉ có biện hộ theo cách nào thì con vẫn là người có lỗi. Thích đáng có lẽ con là con trai nhạt nhẽo dám làm mà không dám chịu, còn tồn tại duy nhất cái thế giới có đất hạnh này. Và điều đó thực sự khiến con cảm thấy xấu hổ và như một quy luật tất yếu, người mắc lỗi phải chịu tội. Con đã thực sự hối hận và chấp nhận được mọi hình phạt. Điều đó thực sự chống trải nặng nhẽo của đêm đông, con cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhất là khi đứng trước bạn bè đóng lên những dòng suy nghĩ này. Lẽ ra con phải cố gắng hết sức để làm vừa bằng cha mẹ, những người đang ngày đêm đổ mồ hôi nước mắt để nuôi con ăn học từng ngày của thầy cô, những kỹ sư tâm hồn, kỹ sư tận tâm, các bậc trước phải biết giáo hết, cho dù mưa rông, cho dù nắng chảy. Cho cả lời bài hát. Đến trường để xây dựng cho chúng con lâu đài kiến thức và bảo đảm tâm hồn. May mắn chỉ có những phút giây yếu lòng, con đã đem lại nhiều cho những người yêu thương nhất. Con xin gửi gắm mọi tâm sự cùng những suy nghĩ, tâm tư của con trong những ngày qua và trong nắng mưa này. Mong muốn nhất là được sự rộng lượng của phía gia đình và từ thầy cô và toàn thể các bạn trong lớp 12A9. Con người sẽ cố gắng hết sức để xóa đi những vết nhơ cho mình đã tạo ra.